Tết này, hãy khám phá thêm nhiều điều thú vị ở thế giới của Cubic Fun nha các bạn ơi. Cùng nhau trải nghiệm việc lắp ráp các mô hình 3D với chi tiết cực kỳ tinh xảo. Nào, cùng hóa thân thành hải tặc để tham gia các chuyến phiêu lưu tìm kho báu trên biển, hay khám phá các mô hình nhà búp bê siêu dễ thương, trở về thời tiền sử, hòa mình vào thế giới Jurassic đầy bí ẩn với T-Rex, Velociraptor và Triceratops. Bạn cũng có thể cùng NASA bay đến những hành tinh xa xôi trong các cuộc du hành vũ trụ. Còn chần chờ gì nữa, hãy đến Makingdom sưu tầm ngay các mô hình của Cubic Fun với giá ưu đãi lên đến 20% dịp Tết này.